nhất định phải bắt được tên Trương Đình đưa về trị tội. Quyền con, 17 tuổi, con đã theo cha ra trận. Cha biết, con là người dũng cảm, có chí khí. Con hãy dẫn quân đến vùng Đồng Tháp 10 và Tây Ninh, lập chiến khu, tiếp tục kháng chiến. Đi đi. Con không thể. Nếu con không đi, ta sẽ chết ở đây. Nhanh lên! Tìm thấy Trương Đệ rồi, mau bắt ông ta về lãnh thưởng. Huỳnh Công Tấn, ta sống chẳng giết người, chết cũng vẫn học người. Trương Định ta thả chết chứ không thể để rơi vào tay giặc. Sao ngài không đem chôn ông ta ở nơi hẻo lánh, lại phơi thay ông ta giữa chợ làm gì? Thứ nhất, đây là bằng chứng cho thấy Trương Định đã chết trong tay ta. Cần cho đám người xứ này nhìn vào kết cục của ông ta mà biết sợ. Thứ hai, nếu đem xác ông ta chôn nơi hẻo lánh, e rằng nghĩa quân sẽ lập đàn tế cờ, phục thù cho chủ tướng. Dạ, tôi hiểu rồi. Trời mến nghé, mây mưa xùi xụt. Hướng đấng anh hùng, gặp lúc gián truân. Đất gò công, cây gò ủ ê. Cám niềm thần, tử hết lòng chúng an. Xưa còn làm tướng, dốc dạng rồi hai chữ Bình Tây. Nay thác theo thần, nên dâng hộ một câu phúc thái. Cha, con quyết không phụ lòng cha. Con sẽ tiếp tục chiến đấu để xứng đáng với cha, xứng đáng với dân tộc. Hay tin Trương Định Tuấn Kiệt, vua Tự Đức cảm động, truy tặng ông phẩm hàm và thiết lập đền thờ tại quê hương. Phong trào khởi nghĩa bị chia nhỏ. Con ông là Trương Quyền đã rút lên vùng Châu Đốc tiếp tục chống Pháp. Tuy khởi nghĩa Trương Định chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong giai đoạn đầu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp và là tiền đề cho các cuộc khởi nghĩa về sau.